Như chúng ta đã biết thì môn học toán cho các nhà kinh tế đề cập rất nhiều đến những bài toán thực tế. Nó nhấn mạnh đến tính ứng dụng của toán học trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội. Một trong những bài toán mà nhà sản xuất thường xuyên phải đối mặt đó chính là bài toán tối ưu hóa. Tức là họ sẽ phải nghiên cứu để tìm ra mức sản xuất X sao cho mà lợi nhuận thu được sẽ đạt được tối đa, hoặc là chi phí sản xuất sẽ đạt được là tối thiểu. Ở đây thì chị có hai định lý. Thứ nhất, lợi nhuận ký hiệu là PX bằng NX trừ đi CX. Lợi nhuận này sẽ đạt được tối đa khi mà nó thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Thứ nhất là P phẩy của X bằng 0. Thứ hai là P2 phẩy của X nhỏ hơn 0. P phẩy của X bằng 0 suy ra R phẩy của X sẽ bằng C phẩy của X. P2 phẩy của X nhỏ hơn 0, ta suy ra R2 phẩy của X sẽ nhỏ hơn C2 phẩy của X. Tiếp theo, chi phí bình quân đạt tối thiểu khi mà ACX bằng C phẩy của X. Tại sao chúng ta lại có hai tính chất này thì các em có thể suy ngẫm và có cố gắng tự chứng minh được nó nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm mới, đó chính là độ co giãn của cầu theo giá. Ý nghĩa của độ co giãn các em sẽ được tìm hiểu kỹ lưỡng hơn trong môn học kinh tế vi mô. Còn trong phạm vi môn học toán cho các nhà kinh tế này thì các em có thể hiểu ngắn gọn như sau. Nếu như ta có quy bằng TB đơn vị của một loại hàng hóa được sản xuất trên thị trường với mức giá là P, thì độ co giãn của cầu theo giá có công thức là E bằng trừ DQ trên TP nhân với P trên Q. Nó biểu hiện cho tốc độ phần trăm giảm của lượng cầu gây ra bởi sự tăng lên của 1% giá. Ví dụ, nếu như mà E có giá trị bằng 2, tức là khi giá tăng lên 1%, lượng cầu sẽ giảm đi là 2%. Ta có, nếu như E nhận giá trị lớn hơn 1, ta kết luận cầu co giãn theo giá. Ngược lại, nếu như E mà nhỏ hơn 1, thì ta kết luận cầu là không co giãn theo giá. Cuối cùng, nếu như E bằng 1 thì ta kết luận cầu này sẽ là co giãn đơn vị. Sau đây thì chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức để giải hai bài toán ở trên bảng. Ví dụ đầu tiên, đề bài này đã xuất hiện trong đề thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các em có thể dành 1 phút để đọc qua đề bài này. Đề bài đã cho chúng ta hàm CN là chi phí để xây dựng tòa nhà N tầng, đơn vị là 1.000 đô la. Và người ta hỏi là nên xây bao nhiêu tầng để chi phí bình quân cho một tầng là nhỏ nhất. Thì ta biết rằng chi phí bình quân tối thiểu khi mà ACX bằng C phẩy của X. Áp dụng trong bài này thì ta sẽ có AC của N, tức là chi phí bình quân cho một tầng, nó sẽ bằng C phẩy của N. ACN ở đây ta sẽ tính bằng cách lấy CN chia cho N và bằng C phẩy của N. Thay CN, ta có 2N bình cộng 700N cộng 1.000 chia cho N sẽ bằng C phẩy sẽ bằng 4N cộng 700. Ta rút ra được 2N cộng 700 cộng với 1.000 chia N sẽ bằng 4N cộng 700. Các em dùng máy tính để giải phương trình này thì kết quả chúng ta ra được sẽ là N bằng 22,36. Và ta biết rằng số tầng nhà ở đây nó phải là một giá trị nguyên,
không thể nào mà xây 22,36 tầng được, đúng không? Lúc này ta sẽ xem xét hai giá trị nguyên gần nó nhất, đó chính là 22 và 23. Để bài hỏi chúng ta là nên xây bao nhiêu tầng để chi phí bình quân nhỏ nhất, thì ta sẽ tính lần lượt chi phí bình quân xây dựng cho một tầng. Nếu như ta xây 22 tầng là bao nhiêu? Và tính chi phí bình quân nếu như ta xây 23 tầng là bao nhiêu? Thay AC bằng 22 vào, ta có 2 x 22 cộng với 700 và cộng với 1000 chia cho 22. Ở dưới AC của 23 sẽ bằng 2 x 23 cộng với 700 cộng 1000 chia cho 23. Bấm máy thì ta sẽ ra kết quả AC 22 bằng 789,45. Còn ở dưới này kết quả ra bao nhiêu các em? Ta sẽ ra được là 789,48. Ta thấy rằng kết quả AC 22 nó nhỏ hơn AC 23. Vậy nên ta kết luận để chi phí bình quân khi xây dựng một tầng là nhỏ nhất thì ta sẽ xây 22 tầng. Ok, vậy là xong. Chuyển sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2, người ta đã cho giá bán của mỗi quyển sách là P đô la và lượng cầu hàng hóa là Q bằng 300 trừ P bình. Và với điều kiện của P, người ta hỏi với mức giá là bao nhiêu thì cầu là có giãn đơn vị. Khi nào thì cầu sẽ có giãn đơn vị các em? Đó là khi mà E nó nhận giá trị bằng 1. Áp dụng vào bài này ta sẽ có E bằng trừ DQ trên DB nhân với B trên Q sẽ bằng 1. Tiếp theo này, DQ trên DB, đạo hàm hàm Q theo biến P ta sẽ ra được là trừ 2P và nhân với B trên Q, B vẫn giữ nguyên. Q lúc này ta sẽ thay bằng 300 trừ đi B bình và bằng 1. Suy ra 2B bình trên 300 trừ B bình sẽ bằng 1. Nhưng chéo lên thì ta sẽ được là 2B bình bằng 300 trừ đi B bình. Tức là 3B bình bằng 300, B bình sẽ bằng 10. Và suy ra B lúc này sẽ bằng 10. Ta sẽ không lấy giá trị B bằng trừ 10 tại vì đề bài đã cho là B lớn hơn 0 và nhỏ hơn căn 300. Và từ đây ta kết luận bài toán. Vậy với mức giá 10 đô la thì cầu có giãn đơn vị. Trong ví dụ khác, nếu như mà người ta yêu cầu chúng ta tìm mức giá để cầu co giãn thì lúc này ta sẽ cho giá trị E này lớn hơn 1. Và nếu như nó yêu cầu tìm mức giá tại đó mà cầu không co giãn thì ta sẽ áp dụng E nhỏ hơn 1. Tùy vào từng bài toán và ta sẽ giải bất phương trình và tìm ra giá trị của P. Và trong video ngày hôm nay thì các em cần nhớ hai tính chất
khi giải bài toán tối ưu hóa và công thức tính độ co giãn của cầu theo giá. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập môn học toán cho các nhà kinh tế này.